Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 chiều 19 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Đề nghị tất cả các địa phương có kịch bản cho đáp ứng xét nghiệm nhanh, sẵn sàng cho trường hợp lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng. Đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng hôm nay. Trước thực tế có cơ sở y tế không phát hiện được ca nhiễm dù người bệnh đã đến khám 2 lần, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành phố kích hoạt ngay hệ thống giám sát bệnh viêm đường hô hấp cấp cũng như khám sàng lọc. Ở những vùng đang giãn cách hoặc thực hiện phong tỏa, cần chuẩn bị các biện pháp an toàn không chỉ với bệnh viện, trường học mà cả cơ sở sản xuất để sẵn sàng hoạt động sau đó. Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là đối với một số khu vực cách ly tập trung, không để xảy ra lây nhiễm chéo, phải thực hiện nghiêm quy định cách ly. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở và các trường trung học phổ thông trực thuộc về việc thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021, Bộ đề nghị các sở giáo dục đào tạo căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương mình sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc cho học sinh đi học hoặc nghỉ học ở trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên học sinh, chủ động tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến trong trường hợp học sinh nghỉ học ở trường, nhất là học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, phải có giải pháp hỗ trợ dạy và học trực tuyến. Đến nay đã có một số tỉnh thành cho học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28 tháng 2 như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Yên. Tỉnh Hưng Yên vừa thông tin một ca nghi nhiễm COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương có thông tin dịch tễ liên quan đến công ty đóng trên địa bàn tại tỉnh Hưng Yên. Theo đó, bệnh nhân là người cư trú tại khu đô thị Việt Mỹ Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, làm công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Backline Việt Nam có địa chỉ tại khu công nghiệp Thăng Long 2, Hưng Yên. Từ ngày 1 tháng 2, người này được công ty cho nghỉ ở nhà tại Hải Dương, hiện chưa trở lại Hưng Yên làm việc. Ngày 15 tháng 2, được Bệnh viện Đa khoa Gẽ, Hải Dương xét nghiệm và xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 17 tháng 2 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ca này chưa được Bộ Y tế công bố. Liên quan đến ca bệnh, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh các F1, F2 và F3. Bộ Y tế cho biết, dự kiến ngày 26 tháng 2 tới đây sẽ tiêm mũi thử nghiệm phòng COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2 đầu tiên. Giai đoạn 2 sẽ tiêm thử nghiệm cho trên 560 tình nguyện viên từ 18 cho đến 65 tuổi. Giai đoạn 2, việc thử nghiệm vaccine Nanocovax sẽ được triển khai tại 2 địa điểm để việc tiếp nhận người tiêm tình nguyện được nhanh hơn. Các địa điểm bao gồm Học viện Quân y tại Hà Nội và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện tại tỉnh Long An. Trong giai đoạn 2, vaccine sẽ chỉ tiêm 2 nhóm người tình nguyện với 2 liều 50 microgram và 75 microgram. Trong giai đoạn 1, vaccine Nanocovax do cho kết quả an toàn. Nanocovax là vaccine phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép thử nghiệm lâm sàng. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định việc tiếp tục gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cán bộ nhân viên của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định cho đến hết ngày 2 tháng 3 tới. Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định thời hạn đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ 12 giờ ngày 21 tháng 2 đến 6 giờ ngày 3 tháng 3. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải quyết định đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ ngày 29 tháng 1 đến 13 tháng 2 để phòng chống dịch COVID-19. Các nước giàu trên thế giới đang dự trữ lượng vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhiều hơn 1 tỷ liều so với nhu cầu thực tế. Đây là số liệu do tổ chức phi chính phủ One Campaign có trụ sở tại Mỹ thống kê về nguồn cung đối với 5 loại vaccine đang được sử dụng trên thế giới. Theo báo cáo công bố ngày 19 tháng 2, cho tới nay, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Australia, Canada và Nhật Bản đang dự trữ trên 3 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19, trong khi nhu cầu thực tế chỉ cần 2,06 tỷ liều để hoàn thành việc tiêm chủng 2 mũi cho toàn bộ người dân. Báo cáo cho rằng lượng dự trữ trên chính là nguyên nhân khiến các nước nghèo gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn cung trong bối cảnh thế giới đang vật lộn để kiểm soát đại dịch COVID-19. Hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech đã triển khai thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 2 đối với phụ nữ mang thai khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên
để đánh giá thêm về tính an toàn, khả năng dung nạp và khả năng phát sinh miễn dịch của vaccine COVID-19 BNT162B2 do Pfizer-BioNTech phát triển trong việc ngăn ngừa COVID-19 ở phụ nữ mang thai. Thử nghiệm giai đoạn 2 trong quá trình thử nghiệm bao gồm 3 giai đoạn của Pfizer-BioNTech được thực hiện với sự tham gia của 4.000 tình nguyện viên là các thai phụ khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên. Những người này được tiêm chủng trong tuần từ 24 đến 34 của thai kỳ. Mỗi thai phụ tham gia thử nghiệm sẽ được theo dõi trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 tháng. Trẻ sơ sinh sẽ được theo dõi trong khoảng 6 tháng kể từ lúc sinh. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv, Israel cho biết là khí ozone, loại khí trong khí quyển có công dụng bảo vệ trái đất, chống lại tia UV có hại, cũng có thể được sử dụng để khử trùng bề mặt có virus SARS-CoV-2. Theo nghiên cứu trên, việc khử trùng bề mặt có virus SARS-CoV-2 bằng khí ozone đạt hiệu quả tới 90%, ngay cả ở những bề mặt khó tiếp cận thường không được diệt khuẩn bằng chất khử trùng dạng lỏng. Đặc biệt, việc sử dụng khí ozone như một chất khử trùng nhằm chống lại virus chỉ cần thời gian sử dụng ngắn với nồng độ thấp. Khí ozone có thể được sản xuất tương đối rẻ và đơn giản, nên có thể sử dụng khí này như là một chất khử trùng chống lại COVID-19 trên quy mô công nghiệp, tại bệnh viện, trường học, khách sạn, máy bay hay là các cơ sở giải trí. Công ty dược phẩm Celltrion của Hàn Quốc vừa thông báo thuốc điều trị COVID-19 của công ty này có khả năng vô hiệu hóa thành công biến thể virus từ Anh cùng với 6 biến thể đã được xác định trước đó. Đó là với loại thuốc mang tên CTP59, trở thành loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được sản xuất ở Hàn Quốc. Thuốc bắt đầu được cung cấp cho các cơ sở y tế địa phương từ ngày 17 tháng 2 và được miễn phí cho người dân. Đối tượng sử dụng thuốc là các bệnh nhân mắc COVID-19 không cần thở máy trong vòng 7 ngày kể từ khi có triệu chứng nhiễm bệnh, người mắc bệnh trên 60 tuổi, bệnh nhân có bệnh lý nền hay là bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi. Tính đến hết ngày 18 tháng 2, số ca mắc COVID-19 ở Brazil đã vượt mốc 10 triệu ca. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine ở nước này đang bị tạm ngừng tại nhiều bang do tình trạng thiếu vaccine và biến thể mới của SARS-CoV-2 đang lan rộng. Biến thể mới ở bang miền Nam Bắc Manaus thuộc vùng Amazon, Brazil lần đầu tiên được phát hiện tại Nhật Bản vào hồi đầu tháng 1 sau khi một số người từ Brazil đến Nhật Bản, hiện đã trở thành biến thể virus gây bệnh cho đa số các ca nhiễm tại bang này. Biến thể xuất hiện trong 51% các mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm kể từ tháng 12 tới thời điểm ngày 13 tháng 1. Tỷ lệ các ca nhiễm biến thể này là 91%. Brazil hiện đứng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ về số ca tử vong và đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký chống dịch COVID buổi chiều của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.